Công cụ kế tiếp chúng ta trao đổi đó là công cụ drop shadow đi. Nè, chúng ta sẽ xem tiếp sang trường hợp drop shadow. Drop shadow thì nghe tên thì chúng ta sẽ hình dung ngay ra cái vai trò của nó, đó là tạo bóng đổ cho đối tượng ở trong Corel. Thế thì bây giờ chúng ta chọn một đối tượng và chúng ta nhấp vào công cụ drop shadow. Sau đó thì chúng ta kéo trực tiếp ở trên đối tượng, chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được cái bóng đổ. Tuy nhiên là bây giờ muốn xem cái bóng đổ này thì điều kiện đó là cái đối tượng của chúng ta phải có bề mặt đã. Chúng ta không làm bóng đổ được cho một đối tượng rỗng, chỉ có đường viền thì chúng ta không làm được cái trò đấy. Thế thì thao tác này là thao tác trực quan. Các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái tâm điểm để điều khiển là nằm ở tâm của đối tượng, và một cái tâm màu đen nữa chúng ta sẽ nhập vào đấy để chúng ta kéo. Cái bóng nó sẽ nằm xa hay nằm gần, sát hay là như thế nào đó đối với đối tượng thì do hoàn toàn do tay chúng ta kéo. Đấy, mọi thứ cực kỳ trực quan luôn. Bóng này là bóng gì đây ạ? Đổ lên tường, đúng không ạ? Đây là ánh sáng chiếu hơi chếch một chút và đổ lên mặt tường hoặc là một cái mặt nào đó, mặt phẳng nó phía sau lưng của đối tượng. Do đó thì cái thao tác mà kéo cái điểm này mà xa ra hay gần lại thì cũng đồng thời gây ra một cái cảm giác là cái đối tượng của chúng ta nó gần hay là nó cách xa với lại cái bề mặt phẳng ở phía sau nơi mà nó nhận bóng đổ. Thế còn chúng ta có thể kéo trực tiếp cái điểm đen xa hay gần với điểm trắng. Điểm trắng có kéo không? Điểm trắng cũng kéo được. Khi mà chúng ta kéo điểm trắng thì nó sẽ thay đổi cái cách đổ bóng. Đấy, là đổ bóng gì đây ạ? Đổ bóng là đổ bóng xuống mặt đất. Đấy, hoặc là đổ bóng từ một cạnh. Các bạn kéo cái điểm trắng đi đến đâu có nghĩa là chúng ta thay đổi cái phương pháp đổ bóng lên đó. Còn bình thường mặc nhiên nó sẽ là nằm ở giữa, nằm ở tâm. Thế thì những tham số nào giúp chúng ta điều chỉnh, giúp chúng ta can thiệp vào cái đổ bóng này? Thì các bạn lưu ý, các bạn có thể là làm việc với lại cái preset, là một số các gợi ý hoặc là một số các mẫu cho sẵn ở phía bên tay trái của cái thanh property. Tuy nhiên cái số lượng gợi ý này thì nó không có nhiều. Đấy, và chúng ta thích thì chúng ta có thể sử dụng nó hoặc là chúng ta thao tác trực tiếp. Thế còn các tham số mà ở đây chúng ta có thể can thiệp bao gồm có mấy tham số này. Drop shadow opacity, giá trị này khi chúng ta thay đổi thì nó sẽ làm cho cái bóng này nó trong hay là nó đục bao nhiêu đó. Các bạn có thể cho một con số cụ thể vào đây. Khi tôi để 0 thì cái bóng trong không nhìn thấy gì, đúng không? Tôi để 100, bóng cực kỳ đậm luôn. Thế còn cái tham số shadow feathering, cái này nó sẽ tác động tới cái biên của cái bóng. Nếu mà tôi để giá trị là 0, các bạn sẽ có một cái bóng sắc lẹm như dao cắt như thế này. Còn nếu mà tôi tăng lên thì chúng ta sẽ thấy cái bóng này nó rất là mù mờ về mặt đường biên. Đấy, thông thường thì nó để ở cỡ độ khoảng dao động 10 đến 15 gì đó cho cái feathering. Thế còn cái drop shadow opacity thì mặc định thường nó để cho chúng ta ở góc độ là 50. Ngoài những cái giá trị là drop shadow opacity và shadow feathering thì chúng ta còn có một số các tham số khác như sau. Đối với cái bóng này thì còn có một cái trường nó gọi là feathering direction. Ở trong này nó cung cấp cho chúng ta 3-4 cái biến thể khác nhau. Các bạn sẽ thấy là trong này có inside này, middle này, outside này và average này. Thì khi chúng ta chọn một cái chế độ nào đó ở trong này thì nó sẽ làm cho cái cách đổ bóng nó sẽ có cái sự khác biệt đi, hoặc là nó thu gọn ở phía trong nếu như chúng ta chọn là inside, đúng không? Hoặc là nó sẽ
theo cường như thế này, hoặc là outside thì nó rộng ra ngoài nữa. Average thì nó sẽ trung bình giữa các cái kiểu inside outside đó. Thế thì cái độ lớn, độ xòe ra thu vào của cái bóng đổ được tạo thì các bạn có thể chọn cái feathering direction, chiều đổ bóng này. Thế và trong một số trường hợp khi mà tôi chọn một cái nào đó mà ngoài cái average này, đấy, ví dụ như là inside này, middle này hoặc là outside, thì các bạn lại thấy nó xuất hiện thêm một cái trường biến thể nữa ở bên cạnh feather edge, thì nó sẽ làm tác động tiếp một lượt nữa tới cái biên đấy. Cái biên này mờ đến đâu như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái kiểu đổ bóng theo kiểu linear này đấy, theo kiểu hình vuông này, theo kiểu hình vuông ngược này đấy, flat thì nó phẳng. Còn cái thằng average này thì không có cái này, không có cái feather này, mà nó lại chỉ sử dụng các cái tùy chọn khác. Thế và về màu thì sao? Màu thì mặc nhiên bóng gần như là nó phải là màu đen rồi, đúng không? Tại vì cái bóng sinh ra bởi cái sự chiếu sáng và che chắn ánh sáng, do đó nó mới đổ được cái bóng, cho nên là mặc định nó là màu đen. Nhưng nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể là cho nó một cái bóng khác, không ai cấm, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng những cái màu khác cho bóng. Thế còn lại đó là cái trường là chúng ta gọi là blending đó. Bình thường nếu các bạn đổ bóng này lên trên cái nền trắng thì các bạn đổ thế nào cũng được. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi cái chế độ thì nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt khi mà nó được đổ bóng lên trên một cái màu nào đó. Mặc định của chương trình đã để cho chúng ta ở chế độ multiply, nó sẽ có độ trong, nó sẽ có độ mềm. Tuy nhiên là nếu mà tôi chọn một cái đối tượng khác mà tôi cho nó đổ bóng lên trên chẳng hạn, thì với cái việc mà chọn một chế độ khác, tôi có thể làm cho cái bóng nó thay đổi đi khi đổ bóng lên trên một đối tượng khác. Đấy, thì cái hiệu quả này thì tùy vào ý tưởng, tùy thuộc vào cái sự tìm tòi của các bạn mà các bạn có thể can thiệp vào, chuyển cho nó sang thành một cái thứ gì khác so với lại cái mặc định là multiply, thì cái đấy là tùy các bạn. Thế còn là một số các cái tùy chọn khác thì nó cũng tương đối giống các cái công cụ mà trước đó chúng ta đã làm, ví dụ như là thay vì là thao tác trực tiếp, các bạn có thể copy cái kiểu đổ bóng đó, các bạn có thể xóa bỏ đi. Thế và một điểm khác giữa cái công cụ drop shadow với lại các cái công cụ mà tạo hiệu ứng trước đó chúng ta đã nói, thì chúng ta có một cái điểm tương đối đặc biệt là chúng ta có thể tách cái bóng ra khỏi cái vật chụp. Tách bóng ra khỏi vật chụp. Thường thì các cái hiệu ứng trước đó chúng ta đã nói thì nó chỉ là áp dụng hiệu ứng hoặc là gỡ bỏ hiệu ứng ra, hay là chúng ta nói một cách đơn giản là thế này. Tôi xóa bỏ ứng. Đấy. Thế nhưng mà trong trường hợp drop shadow thì các bạn còn có thêm một cái tùy chọn nữa là gỡ cái hiệu ứng ra khỏi cái vật chủ, trở thành một cái đối tượng độc lập. Ví dụ đây, các bạn thấy là tôi bấm vào cái bóng này. Bây giờ tôi vào object, tôi vào Ctrl K. Tôi có thể nhắc cái đối tượng này ra, nhắc cái đối tượng này ra. Hai cái thằng này bây giờ là hai thứ mà không liên quan gì đến nhau nữa. Các bạn có xem phim hoạt hình không nhỉ? Hay là chuyện đấy thỉnh thoảng nó có những cái nó có cái trò gọi là gì nhỉ? Cái bóng nó trốn khỏi chủ của nó ấy. Đấy, trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể tách cái bóng ra thành một cái đối tượng độc lập, chả liên quan gì tới cái đối tượng gốc nữa. Đấy. Thế còn ứng dụng của nó thì ứng dụng rất là đơn giản rồi đó, đơn giản nhất trong các loại đơn giản đó là tạo bóng cho một đối tượng nào đó,
Và tất nhiên một đối tượng được tạo bóng thì nó sẽ có cái ấn tượng thị giác nó mạnh hơn nhiều so với một đối tượng mà chúng ta để một cách bình thường, đúng không? Đổ bóng nó sẽ làm cho chúng ta có một cảm giác về chiều sâu, về không gian, về cái tính thực của nó sẽ cao hơn so với một cái đối tượng thông thường mà chúng ta chỉ có thiết kế nó trên một cái phương diện 2D thẳng. Đấy. Khi đổ bóng một cái lập tức nó sẽ có chiều sâu, nó sẽ có không gian, nó làm cho cái thiết kế của chúng ta trông nó có vẻ nó sẽ thật hơn vì nó có không gian, nó có mô phỏng ánh sáng ở trong đó. Thế còn trong một trường hợp khác đặc biệt hơn, chúng ta có thể là điều chỉnh về hướng, điều chỉnh về biên của cái bóng để chúng ta tạo ra một cái thứ mà chúng ta vẫn quen gọi là outer glow, đó là bóng quầng. Ví dụ tôi có thể tạo ra một cái bóng quầng như thế này. Thay vì việc là đổ bóng lệch về một phía thì tôi có thể kéo theo cái kiểu là gì đây ạ? Cân đối cho tới biên của đối tượng thôi. Và sau đó thì tôi sẽ chọn lấy một cái màu nào đó mà nó sẽ nổi lên. Thì chúng ta sẽ có một cái thứ nó gọi là cái bóng nhưng mà lại được mô phỏng theo cái kiểu là outer glow. Đấy. Ví dụ trong thực tế thì các bạn có thể gặp nó ở đâu nhỉ? Biển bảng quảng cáo đó. Biển bảng quảng cáo thì nó có hai, ban ngày thì không nói nhé, ban đêm thì chúng ta sẽ thấy được cái ban đêm chúng ta sẽ thấy được cái biển đó bằng vài cách. Một là chất liệu nếu mà xuyên sáng thì chúng ta sẽ có được cái cách là đặt đèn ở trong lòng biển để cho nó hắt từ trong lòng biển ra. Một dạng nữa thì là chúng ta sẽ có đèn rọi từ bên ngoài rọi vào mặt biển để chúng ta nhìn thấy. Đấy. Nhưng mà có một dạng nữa là chúng ta sẽ thấy là ví dụ người ta làm những cái chữ nổi nhưng chất liệu thì hoàn toàn lại không xuyên sáng, nhưng người ta sẽ đặt đèn ở bên trong lòng của cái chữ đó, và khi mà đến tối người ta lại không dọi đèn vào mặt biển nữa, hoàn toàn tắt đèn luôn, thì cái ánh sáng nó hắt ra từ cái lòng cái chữ ấy, nó đập vào cái mặt biển đến đâu thì nó sẽ làm tạo ra một quầng sáng đủ cho người ta nhận thấy được cái bóng đó, và qua đó thì nhận được cái chữ. Ví dụ bây giờ chúng ta làm thử một cái biển dạng như thế nhé. Ví dụ một cái chữ. Tốt nhất là chúng ta sẽ tìm một cái biến thể nó dày dày lên một tí. Bây giờ bình thường ban ngày màu gì không quan trọng, đúng không? Tại vì ban ngày nó sẽ rất là rõ ràng, chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà đến ban đêm, nếu mà tôi không để đèn chiếu qua một cái chất liệu trong ở lòng biển ra, cũng không dọi vào, thì buổi đêm nó sẽ thế nào? Buổi đêm nó sẽ thế này, đúng không? Không đèn, không đóm. Thế nhưng nó sẽ khác đi nếu như bây giờ tôi lại chọn cái đối tượng chữ bắt đầu mắc đèn vào trong lòng của nó. Đây, chúng ta sẽ mô phỏng bằng cách là tạo cho nó một cái bóng độ như thế này. Chọn cho nó một cái màu nào đó giống như là cái màu đèn chiếu sáng, để ở cái chế độ gì ạ, nó mà
các chế độ khác là sẽ không lên màu đâu nhé. Trên màu đen thì nó không lên được đâu, thì chúng ta phải giả nó về nó mà. Sau đó thì các bạn sẽ lần lượt điều khiển các cái giá trị khác, ví dụ như là tăng cái tham số này lên để cho nó sáng hay là nó tối, đúng không? Tăng cái giá trị này lên để làm cho cái biên của nó mở rộng hay là không, bằng cách là thiết lập như thế này. Thì chúng ta có thể là có một cái cách khác làm những cái biển quảng cáo, thay vì dọi đèn đằng trước hay là xuyên sáng ra, thì chúng ta sẽ đặt đèn ở trong lòng các cái đối tượng chữ hoặc là hình mà chất liệu thì không xuyên sáng nhưng nó sẽ tạo ra cái độ hắt sáng như thế này. Đấy. Thì đây cũng là một cách để làm cho cái biển vào buổi tối nó sẽ có cái sự khác biệt rất là nhiều so với cái cách mà dọi đèn hắt đèn khác. Đấy. Đó là dấu đèn vào trong, dấu đèn vào trong lòng chữ hoặc là hình ở trên biển đấy, và không dọi nữa, mà để cho tự cái ánh sáng nó hắt ra từ cái đường biên, từ cái quầng sáng đấy, thì người ta sẽ đọc được chữ, người ta sẽ đọc được, người ta sẽ xem được hình ở trên biển. Thế đây là một kiểu để cho chúng ta có thể là mô phỏng để cho khách hàng thấy được à, làm được kiểu này trong buổi tối nó sẽ ra làm sao. Thế thì đấy là một cái biến thể, đấy là một cái kiểu cách áp dụng của cái công cụ gì nhỉ, là Dropshadow đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng là còn có một cái cách này nữa, đây là một cái biến khác của công cụ Dropshadow. Thay vì là tôi sẽ sử dụng nó để tạo ra một cái bóng đổ theo cái suy nghĩ thông thường, thì chúng ta còn có thể sử dụng cái công cụ Dropshadow để chúng ta tạo ra một cái mô phỏng về màu sắc cũng như là về ánh sáng. Chúng ta có thể tham khảo từ một cái như thế này. Ví dụ như là tôi muốn tạo ra một cái sự khác biệt về màu sắc đi. Một cái hình như thế này. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái cảm giác về cái về một cái bóng, về một cái độ căng, về một cái hình khối chẳng hạn. Thì tôi có thể tạo ra những cái cách tô màu và các cái mô phỏng, chúng ta có thể nhiều cách à. Nhưng mà Dropshadow cũng có thể được coi là một cái biến thể trong đó. Tôi thích một cái hình như thế nào, tôi có thể làm ra đây, các bạn quan sát. Chọn màu, màu các bạn hoàn toàn có thể chọn lấy một cái kiểu nào mà các bạn muốn nhé. Như này có gây ra cảm giác về ấy không ạ? Có gây ra cảm giác khác biệt về khối không? Không ạ? Chưa đủ đúng không? Đây bây giờ tôi nhắc ra này. Có lẽ là màn của tôi với màn ở trên này nó hơi khác nhau một tí. Trên màn của tôi thì tôi thấy là cũng tương đối là rõ ràng rồi. Đây ví dụ này. Bây giờ nhắc ra cái này bẹt đúng không? Đấy, và khi mà tôi đặt một cái bóng đổ vào đây, xử lý về màu, xử lý về độ trong, xử lý về biên,
chúng ta có thể làm cho người ta thấy rằng là có vẻ như cái này bắt đầu có cái sự chuyển về mặt hình khối. Màu có thay đổi, chắc chắn là có rồi. Và nó sẽ gây ra một cái cảm giác gì đó về mặt hình khối. Hoàn toàn có thể lợi dụng cái blend này, cái tính chất của cái drop shadow này. Đấy, các bạn muốn đặt vào như thế nào đó thì các bạn đặt vào. Muốn hình như thế nào thì chúng ta vẽ một cái vật chủ trước. Đấy, sau đó thì kéo cái bóng ra có hình như thế. Và đến lúc mà chúng ta tạo ra, đặt vào đúng chỗ rồi thì các bạn có thể làm sao ạ? Tháo ra. Brush. Lúc này thì cái bóng này nó như là một cái đối tượng mà chúng ta có thể di dịch, không liên quan gì đến đối tượng nữa. Các bạn có thể xóa nó đi như thế này. Đây, bây giờ tôi cho các bạn xem thử một cái ví dụ khác. Cái này thì đang hơi bị lỗi phông một chút, nếu các bạn không cần quan tâm tới mấy cái phông lỗi làm cái gì. Chúng ta để ý một chút vào đây là chúng ta sẽ thấy là sự biến dạng, sự mô phỏng về cái hình khối của cái tuyếp kem đấy, thay vì là được vẽ bằng các công cụ hoặc các phương pháp khác có vẻ phức tạp, thì ở đây nó được tạo ra bởi những cái hình mà nó được sử dụng từ cái hiệu ứng drop shadow. Đấy, chúng ta sẽ thấy là vẽ ra và đặt các cái mạch theo cái tính chất là gì đấy ạ, drop shadow vào đây. Tất cả đều được làm bằng drop shadow. Nhắc ra, bây giờ còn ấy không ạ? Đây, những thằng này không quá quan trọng, chữ nghĩa thì bỏ đi. Bây giờ phẳng nét rồi đúng không ạ? Đấy, tất cả cái hiệu quả mà chúng ta thấy rằng là nó có vẻ như là vòng lên rồi vặn vẹo của cái tuyếp thuốc đánh răng đều được tạo ra bởi việc chúng ta sử dụng những cái mảnh bóng. Mà mảnh bóng này thì nó ở đâu ra? Mảnh bóng này thì nó ở cái thao tác là chúng ta vẽ ra một hình gì đó, sau đó thì chúng ta tạo ra bóng đục, chúng ta chỉnh về màu, chúng ta chỉnh về trong đục, chúng ta chỉnh về opacity, chúng ta chỉnh về cái giá trị blending. Đấy, chế độ nó có thể là normal, nó có thể là một cái chế độ nào khác, nhưng điều quan trọng cuối cùng là chúng ta đều tách nó ra khỏi cái vật chủ để chúng ta sử dụng trên một cái đối tượng mới và gây ra cái ảo giác về mặt chuyển màu sắc cũng như chuyển tăng cái hình khối của cái đối tượng đó. Thế đây là một cái cách dùng mà nó tương đối là phá cách. Đấy, trước đây thì người ta phải làm bằng các cái khi người ta tạo ra một cái hình khối nào đó mà thay đổi, người ta tạo bằng việc tô màu chuyển, người ta tạo bằng cách làm blend đối tượng. Đấy, khi mà chưa có nhiều công cụ mạnh, về sau này thì Illustrator phát minh ra một cái công cụ tô màu, nó gọi là công cụ tô màu lưới mesh fill. Đấy, Corel sau đấy thì cũng học theo thằng Illustrator, cũng làm thêm, cũng tạo thêm một công cụ mesh fill để chúng ta có thể là tô màu một cách gọi là bất quy tắc. Đấy, nhưng mà những cái cách mà sử dụng với lại cái hiệu ứng
rationale này để mà mô phỏng về cái sự thay đổi màu, thay đổi hình khối này thì được sử dụng trong những phiên bản mà còn trước cả cái công cụ mesh fill nó ra đời cơ. Tức là chúng ta sử dụng cái bóng này thay cho những cái phương pháp mà tô màu phức tạp. Đấy. Tất nhiên ở trong một cái mức độ nào đó nó không thể đủ tinh vi để mà nó giúp chúng ta làm ra những cái mô phỏng nó thật là tỉ mẩn, thật là biến màu rồi biến các thứ nó tinh tế đến cùng cực. Nhưng mà ở những cái hình khối mà có tính chất đơn giản thì việc mà sử dụng cái bóng này lại là một cái thao tác rất là nhanh. Đấy. Nhanh hơn cực kỳ nhiều so với việc các bạn sử dụng cái kiểu tô mesh fill. Thì cái này là cỡ năm khoảng độ 2002 gì đó. Đấy, đã được sử dụng từ khoảng đó. Đây là một cái phá cách mà tôi đã dạy cho các bạn học sinh từ cái thời đấy, từ 2002. Thay vì làm rất là phức tạp thì chúng ta có thể là vẽ ra một cái bóng mà chúng ta điều chỉnh nó để tạo được cái hiệu quả về mặt thị giác. Đấy. Biến màu, biến khối. Các bạn có thể thử nghiệm giúp tôi để xem, lấy một cái hình ảnh nào đó về một cái sản phẩm ở trên mạng, đúng không? Thường nhất là tốt nhất là các bạn tra với lại cái từ khóa là cosmetic đi, mỹ phẩm đi. Các bạn sẽ thấy có các tuyết, có các chai, nó bao giờ nó cũng nhấn rất mạnh vào cái thao tác là chụp để làm sao cho nó ra được những cái độ long lanh, những cái thắt sáng của các cái chai lọ, các cái tuyết mà mỹ phẩm hay các thỏi son. Thay vì việc là mô phỏng nó bằng cách nào cái kia, các bạn có thể vẽ nhanh lại cái đấy và thử sử dụng cái phương pháp là sử dụng bóng đổ này đi, drop shadow này, xem là làm cả một cái như thế thì nó nhanh hay nó chậm. Nào thử tìm kiếm nhá, tìm kiếm thử một cái hình mẫu nhá. Là ví dụ này, các bạn có thể thử nghiệm thử xem một cái hình gì đó, chúng ta lấy thử một hình mẫu, vẽ thử giúp tôi thử một cái xem nào. Chúng ta sẽ dùng các cái phương pháp tô màu, các phương pháp vẽ mà chúng ta đã biết, chỉ cần một thỏi son thôi, không cần nhiều. Đây này, những cái này màu nếu mà tô một cách bình thường dùng cái đoạn thẳng này thì các bạn có thể là dùng tô chuyển, đúng không? Tô chuyển linear, đặt màu cho nó khéo vào ra được cái này. Nhưng nếu mà tinh hơn nữa để làm cho nó ấy thì cái tô màu chuyển chúng ta sẽ phải đo rất là kỹ thì chúng ta mới làm được cái biên nó vừa căng mà nó lại vừa có cái độ mờ ở đây. Nhưng cái đoạn này này, cái đoạn mờ ở trên cái thỏi son này lại là cái mà làm tương đối là mệt đây. Đo vẽ làm sao để cho nó lẩn vào, làm sao để cho nó mềm mại. Các cái phương pháp tô chuyển thông thường rất rất khó để chúng ta giải quyết được cái vụ này. Đấy, nhưng mà với một cái với lại một cái thao tác tạo bóng đổ thì các bạn lại làm nhanh vô cùng luôn. Không phải đo nhiều, không phải tính nhiều. Thử đi, các bạn lấy giúp tôi một cái hình mẫu bất kỳ, một thỏi son bất kỳ, bao giờ các bạn cũng sẽ có những cái vệt sáng phản quang ở trên cái đầu thỏi son này. Thử xem là với cái suy nghĩ thông thường là tô chuyển hoặc là bằng một cái cách nào đó, với lại cái cách là tôi vừa hướng dẫn các bạn đó, làm bằng drop shadow, sau đó tách cái bóng ra
thì cách nào sẽ giúp các bạn làm nhanh hơn? Nó có phải